Cái bút nha, nó đứt rêu đốc nha. Con Exhaust này là một thức tỉnh mà được bút rất áp về mặt tốc độ luôn. Gần 3 chấm tốc độ cơ bản. Tốc độ cơ bản là 311, 312 luôn đấy các bạn. Rất kinh. Cộng thêm cái skill cộng gần 5km nữa. Còn đã tốc độ của con này bây giờ là không kém mấy con xa bây giờ luôn các bạn. Mạnh hơn nhiều con luôn. Tốc độ rất là ác luôn. Cái cũ mà như xe mới đấy các bạn. Cái thời nào mà nó vẫn chưa mạnh mấy con bây giờ được. Cái nó sẽ cũ nên cái phần đẩy tốc nó không được mạnh. Cái phần thức tỉnh không, nó không boost cái phần đẩy tốc cho con này nhiều, gần như là boost nhẹ một tí nhỏ thôi. Mà nhờ cái skill con này nó có skill cộng sức mạnh nitro á, nó cũng không thọt quá về mạng đẩy tốc. Nó cũng rất là ngon. Con này nếu mà game nó thức tỉnh lố tan một xíu, nó boost thêm này bằng đẩy tốc nữa là nó chạy gọi là không kém Lambo là bao luôn. Đẩy tốc là cái phần sức mạnh nitro mini boost á. Cũ mà rất là đẹp. Bồ kìa. Nghe đốt này đỉnh vãi. Rêu đốc luôn. Con này thì có skill tích nitro qua cây như băng phách á. Cái điều là không có boost thôi. Nhưng mà riêng cái skill này thì nó giúp SX đứng top mấy mùa thôi các bạn. Kinh khủng không? À, thời nào này gấp thế. SX nó có cái skill boost tốc nữa. 3 lần tích đầy nitro là nó boost tốc độ với sức mạnh mini boost, nên cái phần độ đẩy tốc con này nó cũng ngon. Nhưng mà con này thức tỉnh thì hơi cùi nha các bạn. Cái phần thức tỉnh nó boost ít quá. Nếu mà ngày trước á là cái con FX này mạnh hơn Exhaust nhiều lắm. Nhưng mà thức tỉnh lên thì nó so với Exhaust thì nó cũng nhỉnh hơn xíu thôi. Con này thức tỉnh cho có thôi không ạ, tốc độ gì boost cứ được nửa km này. Đẩy tốc thì cũng bút một tí nhỏ à. Kiểu như thức tỉnh cho có thôi. Không thức tỉnh, con này thức tỉnh không mạnh lắm. So với ngày trước thì sức mạnh nó cũng không tăng lên nhiều. Nitro phóng luôn nè. Hôm nay các bạn phải dùng xe dưới bếp có nitro đầu hỗ trợ lấy lời thế số. Cái hiện địa ngục này là bếp đổi hướng rồi. Đổi hướng không bị giảm tốc độ nha. Thành ra chạy mấy cái map khó rất là bá đạo. Đổi hướng mạnh và các bạn đổi hướng nữa tốc độ nó không bị giảm như những xe khác. Có sự kiểu khá khỏe để chạy những cái map khó đổi hướng. Con này được thức tỉnh thì cái phần tốc độ lẫn cái phần đẩy tốc của nó cũng được boost khá đấy các bạn, nên chạy vừa rất là lực luôn. Trước là nó có cái thức tỉnh con khải hiền cũ thôi. Cái con khải hiền cũ nó thức tỉnh lên á, sức mạnh của nó là ngang con khải hiền địa ngục luôn, nên giờ nó mới cho thức tỉnh con khải hiền địa ngục lên để nó trên là sức mạnh so với cái con khải hiền cũ. Nhưng mà khải hiền nâng cấp mà sao mà bèn khải hiền cùi thì không được. Con này thức tỉnh lên cũng khá là ngon. Tốc độ được boost ngàn xe bây giờ. Map đổi hướng rất là lợi hại, map khó rất là lợi hại.
Highline này căn bản hồi trước nó cũng mạnh, nó thức tỉnh cũng bực bút khá khá nữa, nên giờ chạy rất là ngon luôn đó. Con này thì nó ngủ con Edgard. Bằng tốc độ của nó không có nhiều nhưng mà bằng đẩy tốc rất là ghê. 4 lần thành Nitro là nó cộng cả sức mạnh Nitro và Mini Boost luôn, đẩy tốc lên rất là kinh. Nhưng mà nó hơn một Edgard điểm là nó có cái hồ Nitro nữa nha. Con này hồ Nitro rất là ngon, nó có skill hồ Nitro. Rất trời, đủ nghiêm chặn luôn đấy. Cái tình huống như này các bạn đua không cứng là thua ngay. Bây giờ đua cứng là một lợi thế đấy. Rồi là tăng tốc luôn. Chấp đốt coi để nó kéo dài cái thời gian tăng tốc lên. Chấp một cái này trồn. Sau bay nhanh nhẹn thì nó như SK các bạn có thể sờ bầm thoải mái vẫn đạt tốc độ siêu đốt nha. Kêu gì cũng được. Đây là một con xe thực tỉnh mình thấy gọi là thành một trong những xe thành công nhất luôn. Thực tỉnh lên bút rất là mạnh. Tốc độ lẫn khả năng để tốc được bút rất là nhiều luôn. Thành ra bây giờ về con này về mà tốc độ hay là đẩy tốc nó không thua kém Mr.Kai nữa các bạn. Và một cái điểm mới thức tỉnh của con này rất là ngon nữa là nó còn cộng thêm khả năng thu phí á, thích Nitro á. Đó là con nhược điểm ngày trước cũng tương đối lớn của con Sky, nó lấy Nitro cũng tương đối yếu. Cải thiện rất là nhiều luôn. Nhưng giờ các bạn chạy con Sabian nhanh nhẹn này là gọi như là nó không thua Sky là bao luôn các bạn. Về mặt tốc độ và đẩy tốc không thua là bao, nó chỉ thua là nó không có skill là 5 lần tài Nitro cho Nitro như SK thôi. Nó cái mạch sờ bam mà tích Nitro của nó cũng hơi hạn chế một tí thôi. Nó không nhận thức tỉnh lên mạnh thì không có SK chạy con này cũng rất là chiến nha, đỉnh vãi luôn á. Con này thức tỉnh gọi là quá VIP luôn á. Chỉ phần sinh đồ này căn bản không cần thức tỉnh đâu thì nó vẫn gọi là rất là khỏe trong map B để ra thời tiện hiện tại, mà còn được thức tỉnh lên nữa, vãi thật. Con xe này được bro gọi là con xe không thể ôm người ta mà nó thức tỉnh lên nữa chứ, đang mạnh vẫn còn mạnh mà vẫn thức tỉnh lên chứ. Phần tốc độ của nó thì B kéo Nitro rất là cao rồi, thức tỉnh lên nó cộng có phần đẩy tốc nữa rồi. Hoàn hảo luôn. Không biết con chiến diệu á, cái con xe gọi là đời sau cũng giống giống chiến thần sinh đôi á. Nhưng là sinh đôi nó thức tỉnh lên là nó gọi là không kém chiến diệu luôn á. Nó chỉ thua chiến diệu khả năng hồi Nitro thôi. Chỗ này gọi là kéo Nitro, kéo Nitro rất là mạnh, tốc độ rất là thiết. Trên này các bạn có trình chạy xuống lắm. Trên chạy chiến thần sinh đôi hơi đã luôn. Lực vãi. Đúng là xe bắp bè khác, chạy đúng chùm luôn. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mấy bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong clip sau nha. Bye bye.